Đây là hoa long tu xuân đây các bác ơi, hoa tím lịp luôn này các bác nhìn đây ạ. Hoa long tu xuân nhé các bác nhé, rất là đẹp luôn đây này. Toàn hoa chùm luôn, sai hoa vô cùng luôn đây ạ. Đây các bác nhìn đây ạ. Đấy, hoa long tu xuân nhá, tím lịm luôn. Đó, ở bên dưới cái họng của nó màu vàng vô cùng duyên luôn đấy ạ. Đây là vôi thôi đây. Các bác nhìn đấy ạ, long tu xuân hoa rất là sai này, rất là đẹp đấy ạ. Em tri ân giảm giá cho các bác ngày hôm nay luôn. Đó, vừa bán vừa tri ân thôi đây này, mặt hoa rất là đẹp. Đó, đây những cái giò như này phải thuần phải mất 3 năm mới được một cái giò xinh như này để chia sẻ cho các anh chị. Đây, và hiện tại cây đang vàng lá để xuống lá để cho hoa nha các bác nha. Cây này sẽ chuẩn hoa Tết luôn. Đấy, bác nào mà chúng ta muốn sưu tầm những cái dòng này thì gọi ngay cho em Thảo hoặc là comment cho em Thảo xin địa chỉ và số điện thoại luôn. Thì em Thảo sẽ chốt đơn cho các bác luôn đây. Đó, long tu xuân nha các bác nhá. Long tu xuân hoa tím lịm, hoa rất là thơm và hoa bền lắm. Chơi là phải chơi hết mùa xuân cơ. Đó, hôm nay em tri ân giảm giá cho các bác với giá siêu rẻ luôn nha các bác nhá. Bình thường em Thảo bán toàn là 250-300 thôi. Ngày hôm nay em bán cho các anh chị với giá là 200.000 một bảng. Mua hai bảng như này em Thảo sẽ 400.000, em Thảo sẽ miễn phí ship luôn. Và cây của nó đang xuống lá và sưng nụ rồi đấy các bác ơi, đang sưng mắt rồi đấy ạ. Đó, đang sưng nụ, sưng mắt rồi. Và khi mà em gửi cho các bác đấy ạ, bởi vì nó đang xuống lá thì nó có thể một vài lá nó bị vàng lá, không có vấn đề gì nha cả nhà nhá, không có vấn đề gì cả. Đó, mặt hoa thì siêu đẹp luôn ạ, long tu xuân. Đấy, bác nào yêu mến thì chốt cho em Thảo cây này xem là 1, 2, 3, 4, khoảng tầm từ 8 cho đến 10 thân hoa. Em sẽ cố gắng chọn cho các bác những cái chậu khoảng tầm nhiều hoa nhé các bác nhé. Đó, nhiều thân hoa nhất có thể luôn. Đây, cho các bác xem đây, mặt hoa đẹp một lần nữa này. Đấy, mặt hoa siêu đẹp luôn. Đây, các bác nhìn thấy rõ không ạ? Long tu xuân nha các bác nhá, long tu này. Hoa rất là đẹp, đây là hàng rừng nha các bác nhé, hàng rừng chơi hoa Tết. Đó, đây, hàng rừng chơi hoa Tết này em cho các bác xem vì tận mắt luôn đây. Những cái giò em Thảo đang xuống để em cắt nước em gửi cho mọi người đây này. Đó, những cái giò em cắt nước em gửi cho mọi người đây. Đây này, siêu đẹp chưa các bác? Đó, một cái giò như thế này mà em Thảo chia sẻ cho các anh chị có 200.000 một bảng, mà phải mất 3 năm để làm nên một cái tác phẩm đẹp như này. Thì Tết đến xuân về rồi thì chúng ta tội gì ra không chơi đúng không ạ? Có 200.000 không? Đó, mua hai bảng em Thảo đã miễn phí ship rồi. Nếu mà mua một bảng thì các anh chị cộng thêm cho em Thảo 40.000 tiền cước nha các bác nhá. Cái cộng thêm cho em Thảo 40.000 tiền cước, siêu xinh cho các bác nhìn đây. Long tu xuân nha các bác nhá. Wow, đẹp quá. Đó, bác nào yêu thì cho em Thảo xin địa chỉ số điện thoại xuống video này. Em Thảo sẽ gửi cho tất cả các anh chị. Và khi mà em gửi hàng ấy, bởi vì cây của nó hiện tại đang xuống lá các bác nhá. Đấy, đã thân ngọn rồi đây này, đã thân ngọn và nó đang trong quá trình là xuống lá để rụng hết lá mới cho hoa. Đó, thì các anh chị hoàn toàn yên tâm nhé cả nhà nhé. Bởi vì nhiều khi anh chị mua hàng nhà em Thảo xong rồi về nó bị vàng lá, xuống lá, các bác rất là hoang mang. Đó, nhà em Thảo đang cắt nước đây. Đó, số lượng thì em Thảo cũng không có nhiều. Đó, thì em Thảo giới thiệu cho các anh chị như thế. Bác nào yêu mến, chốt kèm theo số điện thoại bao nhiêu bảng long tu, kèm theo số điện thoại cho em luôn nha các bác nhé. Đây là long tu xuân. Đó, các bác phải tìm hiểu trên Google về cái dòng long tu xuân đây. Mặt hoa này, đấy, mặt hoa thì siêu đẹp luôn. Đó, mặt hoa thì siêu đẹp luôn các bác. Mà cái giò của nhà em Thảo còn nhiều thân hoa hơn cây này cơ. Đó, nhà em Thảo còn nhiều thân hoa hơn cây này cơ đây này. Đó, đây là các bác hoàn toàn đây, các bác nhìn này. Một cái giò của chúng ta nhiều thân hoa, chứ giò kia có 6 thân hoa không. Giò này có tận 8 thân hoa, 10 thân hoa luôn đây này. Đó, và cây của nó đang trong quá trình lá, vàng lá, xuống lá để cho hoa nha các bác nhé. Tất cả cây đang thắt ngọn hết rồi, mùa này là mùa xuống lá rồi. Đó, nó phải rụng hết lá đi thì nó mới cho hoa được. Đó, về long tu xuân. Đây, 200.000 một bảng, bác nào chốt kèm theo số điện thoại cho em luôn nhá. Long tu xuân nha, rất là đẹp luôn. Phải chia sẻ cho các anh chị là cây long tu xuân rất là xinh. Đó, mặt hoa cũng rất là đẹp và thơm, hoa bền nữa. Đó, long tu xuân, bác nào chốt kèm theo số điện thoại cho em là sẽ có đơn hàng nha các bác nhá. Mặt hoa thì siêu đẹp luôn. Đó, mặt hoa như này thì các bác biết rồi. Đó, hoa siêu đẹp luôn. Đến lúc Tết là các bác lấy ra ngắm là quá là tuyệt vời luôn. Đây này, hoa nở vào Tết luôn. Đó, long tu xuân mà. Đấy, các bác nhìn đây, hoa rất là đẹp, bảng nào cũng đẹp như bảng nào luôn. Bác nào chốt cho em Thảo từ hai bảng, em Thảo sẽ miễn phí ship cho các anh chị luôn. Đấy, đang xuống lá nha các bác nhá, đang xuống lá để rụng hết lá thì mới cho hoa được. Đó này các bác yên tâm là không có vấn đề gì hết, bởi vì bây giờ đã là chuẩn bị bước sang đông rồi. Đó, đây là long tu xuân, 200.000 một bảng. Bác nào chốt kèm theo số điện thoại comment xuống dưới video của em Thảo sẽ có đơn hàng nha các bác nhá.
Xin chào các bác ơi, rất là đẹp luôn. Đây là cây long tu xuân hàng rừng nha các bác nhé. Hàng rừng mà phải mất 3 năm để làm nên một cái tác phẩm đẹp như này thì tội gì chúng ta không chơi đúng không ạ? Đó, chúng ta có quá nhiều phi điệp rồi thì ngày hôm nay thì chúng ta nên sưu tập cho mình 1 đến 2 giò long tu hàng rừng như thế này về để chúng ta chơi. Đấy, bác nhìn thấy xinh chưa? Mặt hoa thì siêu đẹp luôn, cho các bác xem lại một lần nữa về mặt hoa cho các bác nào mới xem video của em này. Đây là mặt hoa của long tu nha các bác nhá. Long tu hoa siêu đẹp luôn này này, toàn hoa chùm luôn này. Đó, toàn hoa chùm rất là đẹp này. Đó, một tác phẩm nghệ thuật luôn đó các bác. Chơi hoa lan những cái giò này mà chúng ta không chơi thì cũng không biết chơi cái gì nữa luôn á. Hoa rất đẹp luôn này, các bác nhìn này. Đó, có cái họng, có cái cánh rất là xinh. Đó, mà hoa chùm rực rỡ như này này, các bác nhìn này. Đẹp lắm luôn. Đó, và tất cả các cây thì em Thảo đã phun thuốc kích hoa cho các bác hết rồi. Nên là về các bác chỉ việc là treo lên, chờ nó rụng hết lá rồi nó sẽ nở hoa cho các bác thôi. Đó, treo lên rụng hết lá rồi nó sẽ nở hoa. Đó, bởi vì các bác nhìn đây này, khi mà cây nó nở hoa làm gì có cái lá nào đâu đúng không ạ? Cây nó nở hoa không có cái lá nào hết đây này, các bác nhìn đây. Đó, một cái tác phẩm mini đây này. Đó, một cái tác phẩm mini của người ta đã đẹp như này rồi. Mà một cái tác phẩm bự bự siêu xinh của nhà em như này thì các bác biết là nó mê ly như nào đúng không ạ? Đây, năm sau mà các bác chăm sóc lên á, nó còn dài còn đẹp nữa các bác. Đó, long tu xuân 200.000 một bảng. Bác nào chốt cho em Thảo 2 bảng em sẽ miễn phí ship cho các bác luôn. Cây đang xuống lá rồi, bác nào yêu mến chốt comment địa chỉ cho em Thảo xin số điện thoại luôn nha các bác nhá. Đó, cây rất là đẹp luôn. Đó, bác nào chốt yêu mến comment xuống cho em Thảo xin số điện thoại địa chỉ em Thảo sẽ gửi cho các bác. Và các bác được xem hàng trước khi nhận. Đấy, các bác được xem hàng trước khi nhận nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Đó, cây rất là đẹp luôn đây này, mặt hoa thì siêu xinh luôn rồi. Đó, em sẽ quay cho bác xem một lần nữa về nhà em Thảo đang cắt nước. Số lượng thì nhà em Thảo không có nhiều đâu nên là bác nào mà nhanh thì sẽ được nhá. Đây, cái treo đây này các bác nhìn này, đang chờ nó khô khô rồi em sẽ gửi cho các bác đây. Đây, trong cái sạp này này, đây. Đó, trong sạp này nữa luôn đây. Đó, rất là nhiều luôn nhá. Bác nào yêu mến long tu xuân thì comment cho em Thảo xin số điện thoại thì sẽ có đơn hàng luôn nha các bác nhé. Các bác lấy một bảng hay hai bảng thì đều ok hết nha. Đó là long tu xuân của nhà em Thảo đây. Đó, siêu siêu đẹp chưa? Đấy, rất rất là nhiều luôn nha các bác nhé. Đó, có khoảng tầm 100 bảng dành cho bác nào lấy về sưu tầm.